Hi everyone, here is Lina. Today I will show you how I make my white radish soup. Susday, bong phaon mat phea tang ak nia, khnyom Lina. Ngay neh, khnyom nang banghang bong phaon tang ak nia pi robiep phoe sngao chai thau. Here I got one white radish, about 1.5 pounds. I got it from the grocery store yesterday. Ni khnyom mien chai thau muay, tumngon 1 pound kala, khnyom tam teng mien sa mai. I got 3 chicken legs, about 1 pound. Khnyom mien phleu mon 3 tumngon pa chea 1 pound. 4 kham kala. Sam garlic, trai ka khtam mo. And spring onion, hai nang slak khtam kala mo. I will show you how to make it. Khnyom nang banghang pi robiep thoe sngao chai thau ni. We cut the radish into cube like this. Dương cắt thành thau đom đom chừng mà nè. We need one bowl of water. Dương trâu ca tất mùi chan côm dân mất. We use medium high heat. Bring about 6 cup of water to rolling boil. Dương bạc lớn pra cầm đạo cái đăng mùi chúng. Dương đã đam tất và 2 chia vào mùi khắp. Rưu mùi con 1 lít cả lá. Dương đã đam về phú hết á.
We need 1 teaspoon of chicken powder. Yung đặt mà sao nó ní muối sạp rìa cà phê mà. 1 tablespoon of fish sauce. Tức trái muối sạp rìa bái. Add some ground black pepper. Đặt mà rạch mọt khá. Mix it well. Go về cho cái này sọt nữa. This will make the soup taste so good when you finely ground the meat and marinate the meat first. Dương ngào, dương trăm sạch, hai dương bả sạch, mụn cho nó cứ ngành, ngào soup nó chanh vào ngành. Add about 1 tablespoon of chopped garlic. Dương thêm tầm trăm hai chỉ muối sạp rìa bay cho the water is boiling, we put the meat in. Và tỏ bị tắc phô hái, dân đặt sạch món cho lên á. Leave it there, wait until it start to boil. Dân tục viên là nắng á, tục viên tỏ tập phúc sân á. We add some dry shrimp, it make the soup taste better. Dương thêm bà kia cream khá rồi sụp nó bị chung ảnh. Liêng viên tích á. Clean it a little bit. Add some tofu. Nhôm đạm tàu cua. When it start to boil again, we put the white radish in. Và to bị tắc về phố hoa ná, dừng đặt chảy thai với châu lên. Also the dry shrimp. Dừng đặt vào kia cream châu lên. Cover it, bring it to rolling boil again. Dừng crop á, tục về phố, chảy thai với chân tí nhé. Here after it start to boil again and let it cook. Let it boil about 4 to 5 minutes just to soften the radish. And after that we can add the tofu in. Dương bắt tỏ bị việc phụ hóa. Ở việc phụ phải 2 chìa 4 đập ra một tí. Ở chạy thao vì chân tuần lỏ. Về chạy thao chân ấy dương chạy tàu cua chôn bán. Just wait until it boil again and it done. Dương chăm tỏ bia phu tiết á. Ôi tao cua nâng việc cả đầu chân. Tao cua nó bị chân này tao khoảng là ôi bia cả đầu. Tiết tiết tớ. À nâng chân này. Dương bán ngào tao lại nhầm à. Yes, now it start to boil again and it done. Bia phu hên á. Vì chân này tao nâng không. You can adjust your taste. Dân phụt mỡ. Tastes good. Chúng anh em bằng nắng. You can adjust your taste as need. But here is good. The flavor come from the dry shrimp and the chicken powder that we add. The fish sauce and the radish. It tastes so good. Dân ai thêm thoi kêu bán luôn anh. Ta đi vì là mổ mà nhóm phụt. Và ní vừa là mổm chiết vị chanh mò bì bà kia kriếm. Hai nâng mà sao sụp khô hay tật trời dừng đặt và nâng là mổm. Sprinkle some spring onion. Dừng đặt sức tâm bì lờ khá mắt.